Thưa Đại Đức, con nay kính lễ bát nhã ba la mật đa sâu xa, kính lễ bát nhã ba la mật đa, tức là kính lễ trí nhất thiết trí. Bây giờ, Phật bảo trời đế thích, này kiểu thi ca, đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói, kính lễ bát nhã ba la mật đa, tức là kính lễ trí nhất thiết trí. Vì sao, này kiểu thi ca, vì trí nhất thiết trí của chư Phật Thế Tôn đều từ bát nhã ba la mật đa mà được phát sanh. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào muốn an trụ trí nhất thiết trí của chư Phật, thì nên an trụ bát nhã ba la mật đa, muốn khởi trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì nên học bát nhã ba la mật đa, muốn đoạn tất cả phiền não tập khí, thì nên học bát nhã ba la mật đa, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân màu nhiệm, độ vô lượng chúng, thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào muốn dùng phương tiện thiện xảo để an lập hữu tình ở quả dự lưu, hoặc quả nhất lai hoặc quả bất hoàn hoặc quả a la hán hoặc quả vị độc giác hoặc muốn tự học thì nên học bát nhã ba la mật đa, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào muốn dùng phương tiện thiện xảo để an lập hữu tình ở quả vị giác ngộ cao tột của Phật thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào muốn dùng phương tiện thiện xảo để an lập hữu tình ở các hạnh đại bồ tát khiến không thối chuyển hoặc muốn tự tu hành thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu đại bồ tát muốn hàng phục chúng ma dẹp bỏ ngoại đạo thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu đại bồ tát muốn khéo nhiếp thọ các bí sô tăng thì nên học bát nhã ba la mật đa bấy giờ trời đế thích bạch phật bạch thế tôn các đại bồ tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì an trụ sắc như thế nào an trụ thọ tưởng hành thức như thế nào tu tập sắc như thế nào, tu tập thọ tưởng hành thức như thế nào, an trụ nhãn xứ như thế nào, an trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ như thế nào, tu tập nhãn xứ như thế nào, tu tập nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ như thế nào, an trụ sắc xứ như thế nào, an trụ thanh hương vị xúc pháp xứ như thế nào, tu tập sắc xứ như thế nào, tu tập thanh hương vị xúc pháp xứ như thế nào, an trụ nhãn giới như thế nào, an trụ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra như thế nào, tu tập nhãn giới như thế nào, tu tập sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra như thế nào, an trụ nhĩ giới như thế nào, an trụ thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra như thế nào, tu tập nhĩ giới như thế nào, tu tập thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra như thế nào, an trụ tĩ giới như thế nào, an trụ hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng Cùng các thọ do tị xúc làm duyên sanh ra như thế nào, tu tập tị giới như thế nào, tu tập hương giới cho đến các thọ do tị xúc làm duyên sanh ra như thế nào. An trụ thiệt giới như thế nào? An trụ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra như thế nào? Tu tập thiệt giới như thế nào? Tu tập vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra như thế nào? An trụ thân giới như thế nào? An trụ xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra như thế nào? Tu tập thân giới như thế nào? Tu tập xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra như thế nào? An trụ ý ý giới như thế nào, an trụ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra như thế nào, tu tập ý giới như thế nào, tu tập pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra như thế nào. An trụ địa giới như thế nào? An trụ thủy hỏa phong không thức giới như thế nào? Tu tập địa giới như thế nào? Tu tập thủy hỏa phong không thức giới như thế nào? An trụ vô minh như thế nào? An trụ hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não như thế nào? Tu tập vô minh như thế nào? Tu tập hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, yêu não như thế nào? An trụ bố thí ba la mật đa như thế nào? An an trụ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa như thế nào tu tập bố thí ba la mật đa như thế nào tu tập tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa như thế nào an trụ pháp không nội như thế nào an trụ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh như thế nào, tu tập pháp không nội như thế nào, tu tập pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh như thế nào an trụ chân như như thế nào an trụ pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng nổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ như thế nào tu tập chân như như thế nào tu tập pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ như thế nào an trụ thánh đế khổ như thế nào an trụ thánh đế tập diệt đạo như thế nào tu tập thánh đế khổ như thế nào tu tập thánh đế, khổ, tập, thánh đế tập diệt đạo như thế nào an trụ bốn tịnh lự như thế nào an trụ bốn vô lượng bốn định vô sắc như thế nào tu tập bốn tịnh lự như thế nào, tu tập bốn vô lượng, bốn định vô sắc như thế nào, an trụ tám giải thoát như thế nào, an trụ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ như thế nào, tu tập tám giải thoát như thế nào, tu tập tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ như thế nào, an trụ bốn niệm trụ như thế nào, an trụ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo như thế nào, tu tập bốn niệm trụ như thế nào? thế nào tu tập bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo như thế nào? An trụ pháp môn giải thoát không như thế nào? An trụ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện như thế nào? Tu tập pháp môn giải thoát không như thế nào? Tu tập pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện như thế nào? An trụ 10 địa Bồ Tát như thế nào, tu tập 10 địa Bồ Tát như thế nào? An trụ năm loại mắt như thế nào, an trụ sáu phép thần thông như thế nào? Tu tập năm loại mắt như thế nào, tu tập sáu phép thần thông như thế nào? An trụ 10 lực Phật như thế nào, an trụ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng như thế nào? Tu tập 10 lực của phật như thế nào tu tập bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng như thế nào an trụ pháp không quên mất như thế nào an trụ tánh luôn luôn xả như thế nào tu tập pháp không quên mất như thế nào tu tập tánh luôn luôn xả như thế nào an trụ trí nhất thiết như thế nào an trụ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng như thế nào tu tập trí nhất thiết như thế nào tu tập trí đạo tướng trí nhất thiết tướng như thế nào an trụ tất cả pháp môn đà la ni như thế nào an trụ tất cả pháp môn tam ma địa như thế nào tu tập tất cả pháp môn đà la ni như thế nào tu tập tất cả pháp môn tam ma địa như thế nào an trụ quả dự lưu như thế nào an trụ quả nhất lai bất hoàn a la hán như thế nào tu tập quả dự lưu như thế nào tu tập quả nhất lai bất hoàn a la hán như thế nào an trụ quả vị độc giác như thế nào tu tập quả vị độc giác như thế nào an trụ tất cả hạnh đại bồ tát như thế nào tu tập tất cả hạnh đại bồ tát như thế nào an trụ quả vị giác ngộ cao tột của chư phật như thế nào tu tập quả vị giác ngộ cao tột của chư phật như thế nào